bên bên Mỹ thì có thể là có chống cộng cực đoan, chứ bên Australia thì chủ yếu là vào hùa nhau để gây quỹ để kiếm tiền thôi. Quân Trương thì cũng là một người mà cũng có đầu óc, có sự thông minh, có sự logic và có thiết lập các cái bài nói chuyện nó khá là chi tiết chứ không phải không. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Quân Trương thực sự là hôm em vừa qua đây, em vừa hỏi qua hai cái phạm trù đối với Quân Trương để đây là người giỏi nhất, tài nhất của các bạn, thì bây giờ là em hỏi luôn là hai hai vấn đề là để mà cho mọi người ở dưới thấy được là mục tiêu cuối cùng của người ta là gì, chứ không phải là vấn đề về yêu nước hay là gì cả. Thì đấy là cái sự nhìn nhận thôi. Ví dụ em hỏi hai vấn đề là, một ấy là theo các anh được biết thì theo anh Quân Trương thì có đúng là cái vụ cải cách ruộng đất năm 1954 thì là giết một thì em bảo là anh ơi, thế thời điểm đó thì Bắc Việt là giàu nhất thế giới à anh? Vì cứ một người làm địa chủ thì có 10 người thì có một người làm địa chủ, với dân số nó có 2,2 triệu thôi, thế Bắc Việt mà cứ có một 10 người thì có một người làm địa chủ thì được rồi, mẹ giàu hơn cả Mỹ à? Thế đó, thì Đó, đấy là cái nó xuyên tạc đấy. mà mình có thể là đưa ra được cái vấn đề là, à ông là ông thiếu hiểu biết, ông thiếu kiến thức thì ông chỉ toàn nói xàm thôi. Thì nó có số liệu rất là rõ rệt như thế, thì và bản thân Quân Trương cũng thừa nhận cái con số đấy, thì tức là thưa Quân Trương tự thừa nhận mình là xuyên tạc. Cái thứ hai là ông đòi dân Đúng chủ rồi. nhân quyền cho Việt Nam, mà như em nói với anh, nói với chị là bây giờ cứ cho người dân Việt Nam là bị nhồi sọ đi, tôi cứ cho là bị nhồi sọ đi, thì tỷ lệ là bao nhiêu người bị nhồi sọ? Rất nhiều. Thế rất nhiều là bao nhiêu? Trên 90%. Trên 90% thì bây giờ cứ cho người ta nổi trọ đi, là người ta đang tin yêu đảng, đang thích đảng, thì nó phải cao, muốn là đa đảng đúng không? Thì kể cả nó có đa đảng đi nữa thì thiểu số mới phục tùng đa số, thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn lãnh quyền, vẫn vẫn nắm quyền chứ có sao đâu. Ông phải tôn trọng cái quyền cái số lượng đông người dân chứ, cứ cho là bị nhồi sọ đi. Bây giờ người ta chấp nhận nhồi sọ đấy, thì các ông có công đa đảng thì đấy, các ông có về các ông biểu tình thì cũng thế thôi. Thì thôi tốt nhất là bây giờ các ông cứ bảo là các ông lo cho dân, cho nước Việt Nam này bây giờ như này này, ông giúp tôi là tôi lo cho đồng bào tôi lắm. Thì bây giờ là việc hữu ích nhất đấy là ông biểu tình làm sao để giữ được 8.700 người đừng bị tống về cái xứ cộng sản khổ sở đấy nữa. Đấy, cái ông đồng ông bảo vệ cái nhân quyền của đồng bào ông, thì ông làm những việc nhỏ trước đi, chứ bây giờ ông làm sao ông thay đổi được 90% người dân như thế được đúng không? Thì ông làm việc nhỏ trước đi, trước mắt kia kìa, người ta sắp bị tống cổ về kìa, cái xứ cộng sản mà ông nói là xấu xa đấy đó. Thì bây giờ là những cái việc đấy là ông hoàn toàn có thể làm nó dễ dàng hơn và nhanh hơn và cần thiết hơn, cấp thiết hơn đúng không? Tóm lại là các ông muốn lên diễn đàn, các ông nói hôm nay là mục đích gì, là kiếm tiền chứ là mục đích gì, nên đừng có nói phét, thật lòng đi. Thế là Em nói mà đùa cho là em nhà em xuống. có cái Vâng. gì? Thì như vậy là suốt đời nó vẫn chỉ là thua cộng sản, và suốt đời nó vẫn không hiểu được cái lý luận của cộng sản, nó không hiểu được tất cả những cái gì mà cộng sản đang làm cho người dân mà được được đa số ủng hộ. Đó. Làm sao nó hiểu được? Mọi người Nó có hiểu, nó vẫn cố tình nó không hiểu. em nói với chị Hiếu Ngọc như này, thực ra ấy, thì bản thân em phải thừa nhận là có những người thiếu hiểu biết và những người chống cộng cực đoan ở bên Mỹ thật, họ có thù ghét, họ ấy họ ghét cộng sản, ghét Việt Nam thật, và họ có những cái cuộc biểu tình chống những cái doanh nghiệp ở Việt Nam xuất khẩu sang các nước phương Tây trên thế giới và Australia trên thế giới, chống hàng Việt Nam nhưng lại mua hàng Trung Quốc. Đó thì nó là cái sự thật và mọi người đều thấy nó rất là rõ rệt ở trên những cái trang tin như trang tin của nước ngoài, của Việt Kiều. Thì em cũng ngồi em cũng thắc mắc làm sao mà chúng tất cả các nước khác nó lại không 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 bắn phá người Việt Nam, người trong một nước như vậy, mà riêng cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn Ba Que thì nó lại như thế. Em cũng thấy thắc mắc, thì em mới nghĩ ra là thực ra ấy, trong vòng 20 năm
20 năm mà Mỹ nó nuôi chế độ Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì đúng là Việt Nam Cộng Hòa nó sướng thật. Nó chả phải làm gì, được bơm cho từ sữa, từ bánh mì, từ trang thiết bị, từ vật liệu, quần áo, tất cả mọi thứ nó làm, nó cho không hết từ đầu đến cuối. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là chống cái chế độ sản nó lan tràn. Thì chị bảo bây giờ nó ỉ lại trong vòng 20 năm rồi, từ thời cha ông rồi. Xong bắt đầu nó mang cái văn hóa đấy, mang văn hóa ỉ lại đấy, tức là không làm mà vẫn có ăn đấy, đến đất nước Mỹ. Ủa ôi, cái cô Hoa hay cô kể cô Nguyễn Hoa mà có ảnh con chó ấy, cô kể cho em là cô ngày xưa là cô làm quản lý những người Việt sang bên đấy. Cô kể cho em là sang bên đấy nó vẫn tiếp tục cái tư tưởng ỉ lại đấy. Xong bọn Mỹ nó ghét lắm, đánh chửi nhau, cướp giết lẫn nhau, xong gọi công an, nó cảnh sát nó còn chán, nó chẳng muốn đến đó. Thế là sang dưới đấy xong lại ăn welfare nữa. Thì chị bảo bây giờ nhá, ban ngày thì đi làm thì vất vả, thì bị bọn Mỹ trắng nó nói chung nó cũng kỳ thị thời gian đầu, thời điểm trước ấy nó cũng kỳ thị. Sau đó thì thực ra thì cái con người Việt Nam Cộng Hòa thì đã cổ hủ, đã kém năng lực, lại còn khá là ích kỷ, mang cái tư tưởng ích kỷ đấy. Thế đâm ra là vợ con nó cũng chán, nó cũng bỏ. Mà đất nước Mỹ thì nó tự do, nó thích đi theo thằng nào thì nó đi đó. Thì bây giờ là ức chế như vậy, về nhà cũng chả có chỗ nào xả, chả có chỗ nào nói chuyện hay nào, lại lên trên mạng nghe thông tin thì nó gặp con người nó giống như kiểu cái con vật ở trong cái phòng thí nghiệm ấy chị. Nó lặp đi lặp lại cái chu trình đấy mà nó nghe trên mạng, thì tự nhiên là con người họ họ trở thành một cái tiếp người, nó giống như kiểu con chuột bạch trong phòng thí nghiệm ấy. Cứ đi làm rồi về, về thì làm gì có tiền, không có tiền thì lấy đâu ra đi chơi chỗ này chỗ kia để mà mở mang kiến thức, đi du lịch chỗ này chỗ kia để mà xem xét thế giới nó như thế nào, hay là đơn giản chỉ cần về Việt Nam thôi, về Việt Nam thôi thì nó xem xét nó khác, làm gì có tiền. Thì những người như thế thì họ lại bắt đầu họ tù túng quá, họ bị bế tắc quá. Những cái mà họ hỏi chỉ qua là YouTube, qua Google, mà những cái đấy thì nó là thông tin không kiểm duyệt. Nên ra là, mà đặc biệt cái đặc thù của con người ấy, đặc biệt là con người chống cộng Việt kiều hải ngoại ấy, đặc biệt là bọn chống cực đoan ấy, hay kể cả là phần đông con người Việt Nam thôi, hầu hết là thích đọc những tin giật gân, tin hot, tin xấu. Nên đâm ra là nó có cái luồng suy nghĩ, nó định hướng, nó sai lầm đi đó. Đấy là phân tích cái diễn biến tâm lý của họ từ từ cái lúc mà cha ông họ đến bây giờ đó. Nên là cái việc mà họ như thế này em thấy nó cũng là bình thường. Chứ thực ra em nói với chị, làm gì có dân tộc nào nào như dân tộc Việt Nam này, có cái sinh ra cái thể loại người như vậy. Vì nó được chiều nào, tức là ăn không ăn sung mặc sướng 20 năm chả phải làm gì, làm gì có Đấy, nước nào nó cấp tiền như thế. thì chính vì như thế nên chị mới nói với em nhá, bộ đội của mình đi đôi dép cao su, thậm chí còn đi chân đất mà ăn thì ăn ở trong rừng, cơm không có ăn, ăn uống còn thiếu thốn, mà trong khi là sức khỏe thì thuốc thang còn chưa đầy đủ đấy, thế mà quần áo thì ăn mặc cũng cũng là thiếu thốn, vậy mà đánh thắng được. Lý do tại sao? Vì người ta có lý tưởng, còn đằng kia thì cứ ăn không ngồi rồi cứ chờ đợi người ta chỉ đạo, người ta chu cấp, làm sao mà thắng nổi, thế bắt đầu mới chị thua. chị có đồng ý với em là kể cả là con cái mình cũng thế thôi, mà chị mà cũng chỉ chiều nó như thế thôi, mà không cho nó dạy cho nó cái ý thức để mà kiếm tiền, kiểu nuôi trong lồng kính, kiểu gì nó cũng hư, Nó hư thôi à. Bởi vậy cho nó nên không không những cái con người đấy họ không có tư duy đầu óc được, họ không có suy nghĩ, họ chỉ có giống như kiểu cái máy ăn xong ở nhà, ăn xong rồi giống như con tằm ấy ăn làm gì còn cái gì xong giải trí nữa đâu. Thì lên trên mạng thì đọc mấy cái tin tức thôi, xong cũng mặc làm công việc. Thì thực ra là bên đấy thì hầu hết đều làm những cái công việc gọi là phổ thông, gọi làm công việc phổ thông thì nó không phát triển được cái tư duy. Em nói với chị chứ kể cả là em mà sang bên đấy mà em cũng làm công việc như vậy, em cũng làm như một cái máy, như 10 giờ như thế về làm mệt về ngủ. Có bao nhiêu những cái live stream về cuộc sống của những cái người Việt ở Mỹ như vậy, làm vất vả xong về tối chỉ ngủ, xong ăn lại đi làm, được mỗi thứ bảy chủ nhật là được đi chơi chỗ này chỗ kia.
nhưng mà không đi chơi được thì lại họp mấy cái người chống cộng với nhau lại chửi nhau cũng củ tỏi đấy, thì làm Đây, sao mà họ phát chị mới triển được nói cái nhá tư Ngọc. tưởng. À, Đạt nhớ không? Cái thời điểm như cái hồi nãy cái anh kia anh nói là ở Việt Nam mình là cái thời điểm mà đi ra ngoài đường mà phải lội bùn các thứ ấy, em nhớ không? Rồi. À, cái thời điểm đấy là những người Việt vượt biên người ta đi, hay là cái thời điểm đấy nó còn đói khổ người ta đi. Bây giờ trong cái xã hội mà người ta đang phát triển thì nó phải khác. Thế là bây giờ người ta cứ nghĩ là Việt Nam bây giờ cũng như cái thời điểm đó. Đấy, có về Việt Nam đâu mà biết. Đúng rồi đấy, đấy là cái phản Alo. xạ do lặp đi lặp lại. Vâng, đấy là Lê Việt Dũng, đấy là phản xạ lặp đi lặp lại. Vì trong ngành của em thì em hiểu, lặp đi lặp lại khi mà mình sống ở trong cái môi trường và nó ảnh hưởng đến cái tính cách và cái ứng xử của mình đối với cả cái xã hội đấy, thì nó là chuyện bình thường. Em coi nó là bình thường, thật ra em chỉ là chọc độ đấy thôi, chứ không có cái hiểu biết mà người ta chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Còn em nói với chị về những người mà chống cộng ở trong nước này, thực ra các bố cứ suốt ngày các bố chê Việt Nam thế này thế kia, ui rồi đau hết cả đầu, Em thấy cái bảo ông cái cuộc Nguyễn Thanh sống không? Em thấy cái ông Nguyễn Thanh mà ở ở Hải Dương hay là ở Hưng Yên gì đấy? đâu. Nguyễn Thanh ấy không phải ở Hải Dương hay Hưng Yên, mà như Nguyễn Thanh là ở Nghệ An. Không, ông ấy ở Hải Dương. Chị Ông nhớ. Lê, cái Tú Lê mới là Hải Dương. Ông ấy tên Thanh, ông ở Hải Dương, không phải ở Nghệ Nguyễn An. Thanh em lên em nói chuyện mấy lần rồi, nhưng mà ông ấy cũng hơi 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 bị hâm, ông là bảo vệ cho một nhà nghỉ ấy. Lão ông Đó. sống ở cái đất nước này, ông ấy ông thừa hưởng của Đảng Cộng sản những cái gì mà ngày hôm nay ông ấy lên mạng ông ấy nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước, rồi ông bất mãn chế độ cái kiểu gì mà ông, cái người như chị em mình mà lên không bao giờ ông để cho mình ngồi ở đó mình phân tích cho người ta nói đâu. Em nói với chị như thế này này, bây giờ chỉ cần đơn giản trả lời một cái câu rất đơn giản như thế này đối với những cái thằng chống cộng cực đoan ở trong nước như thế này. Bây giờ ông bảo Việt Nam nó không có dân chủ, ông không thích sống đúng không? Ông không muốn làm gì đúng không? Không không muốn sống ở Việt Nam đúng không? Hải Mà Dương ông đúng rồi, nói Mỹ phải là định một ở nước Hải Dương. bảo vệ dân bảo vệ dân chủ tự do đúng không? Đơn giản lắm, bây giờ tôi dạy cho ông cách sang sống ở Mỹ này. Đầu tiên là ông làm thế nào thì ông làm, ông có tầm khoảng 2.000 đến 2.300 để mà mua một cái vé máy bay dạng du lịch sang Mỹ đúng không? Ông bảo là Việt Nam nó không có nhân quyền, không được bảo vệ, rồi tôi ghét Đảng Cộng sản thế này thế kia đúng không? Đơn giản lắm, ông bay sang Mỹ xong đến Đại sứ quán Mỹ, ông nói đến Nhà Trắng hay đại loại là cái cơ quan nào đó của Mỹ ấy, thì ông đến ông nói với người ta rằng là bây giờ tôi không sống được ở đất nước Cộng sản, tôi muốn tị nạn chính trị ở đất nước này đó. Bây giờ là các ông tin Mỹ lúc là tất cả đúng không? Việt Nam đâu có cấm cái việc ông bay sang Mỹ đâu, đúng không ạ? Ông cứ bay sang thôi, rồi ông muốn tị nạn ở đấy ông không về nữa. Đấy có 2.000 thì nó rơi khoảng 40 triệu, làm gì có chuyện cả đời mà lại không dành dụm được 40 triệu để vọng vay bay một một vé gọi là vé đi thôi chứ không có khứ hồi. Đó, để ông tị nạn đi, xem bọn Mỹ nó có chấp nhận không. Đấy, ông hoàn toàn có thể tị nạn chính trị, mà Mỹ là đất nước cho tị nạn chính trị. Hoặc ông bay sang Pháp hay sang Anh thôi. Còn nó không công nhận cho ông điều đó. Tức là nó công nhận Việt Nam có nhân quyền, có dân chủ và nó không cho ông tị nạn chính trị, thì tôi không cần phải tranh cãi. Lúc đấy ông tự tranh cãi với thằng Mỹ chứ không phải tranh cãi với tôi, Không anh đúng chị, không? cái thời năm mà dưới năm 80 á, hoặc giữa năm 80 đổ lại là cái cuộc sống ở Việt Nam nó vẫn còn khó khăn, là nó có những nơi là phải lội bùn khi mà ra đường cũng có đấy, chứ không phải là không đâu anh chị. Nhưng mà đất nước mình trải qua chiến tranh như vậy thì bây giờ phải xây dựng thì nó phải từ từ, chứ có phải tiền ở trên trời người ta rơi xuống đâu. Đã vừa mới trải qua chiến tranh xong lại còn bị cấm vận, không làm ăn kinh tế, không giao thương được với nước ngoài thì rõ ràng là mình khó khăn rồi. Đó. Thì rõ ràng là Em mình nói với chị phải này, khắc phục từ từ. Việt Nam, chị em mình đều phải nhìn nhận rằng là Việt Nam từ năm 1975 đến thời điểm bây giờ là phát triển chậm về kinh tế. Nhưng cái đấy là cái giá phải trả để ổn định vấn đề về chính trị. Và cái chính quyền, cái đất nước Việt Nam này, cái tập Việt này là do người Việt lãnh đạo, chứ không phải do bất cứ một thế lực nào khác. Còn những cái đất nước mà sau chiến tranh mà phát triển lên, thực ra là bị lệ thuộc về chính đã lệ thuộc về kinh tế, chắc chắn sẽ lệ thuộc về chính trị.
Bây giờ chị nói với Đạt này, ngay như Nhật Bản bây giờ là đang lệ thuộc Mỹ này, nói thẳng một câu như thế Đúng đi. rồi, Nhật Bản, Hàn Quốc đang lệ thuộc Mỹ, Đừng thuộc nói của chuyện bố Mỹ. mà bảo là Việt Nam là bây giờ được tự chủ như thế này. Cái tự chủ tự quyền như thế này đấy là cái đường lối đi lên, cái đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mình không thể phủ nhận điều đó. Còn nếu mình muốn như thằng Mỹ bây giờ nó bỏ ra, mà riêng thằng Mỹ nhá, nó thắng á là nó phải đền, hiểu không? Nó phải đền cho cái đất nước người ta, nó phải xây dựng đất nước người ta, cho nên nó biết rằng cái Việt Nam mình rất khó thắng, mà càng đánh nó càng mất tiền, nó càng đánh nó càng mất vũ khí. Chính vì Thì nó phải trả, nó tức là nó mình bỏ đánh ra nó một thì thua nó phải và thua nó về không chịu thua nữa, để nó không phải đền bù cái chiến tranh, em hiểu chưa? năm. Rồi thì em nói với chị như này, ví dụ như đất nước Nhật Bản đi, nói ví dụ như đất nước Nhật Bản, cứ so với đất nước Nhật Bản đi, đầu tiên nó vấn đề về con người nữa, nhưng mà cứ so với đất nước Nhật Bản đi. Nói thật chứ thằng Mỹ là cái thằng duy nhất mang bom nguyên tử, nói chung là vũ khí hạt nhân, đi đánh một đất nước khác. Chả có thằng, có rất là nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân, nhưng chỉ có mỗi thằng Mỹ là thằng bất chạy nhất, là thằng rắc bom nguyên tử để đi đánh một đất nước khác, dù cho bất cứ lý do gì. Thằng Nga có đánh thằng 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 Đức bằng bom nguyên tử không đấy, mà trong khi đó thời điểm ấy là nó có chứ không phải không đó. Thì tại sao thằng Nga và Mỹ đều có vũ khí hạt nhân? Đầu tiên, trước tiên dựa vào việc ăn cắp công thức của thằng Đức đó, nhưng thằng Nga có đánh không đó, hoặc là bị thằng bị duy trì cái bị ta Liên Xô Nga tan rã, nó không dùng cái đấy để nó đánh những thằng Ukraine hay là những cái Kazakhstan hay những đất nước khác khi tách ra, và thằng Mỹ nó chiếm về kinh tế, nó áp đặt. Thì thằng Nhật nó cay chứ, người Nhật họ cay lắm, họ cay Mỹ lắm, Cay nhưng nhưng vì làm gì lệ thuộc về kinh tế được, cay làm gì được nó, khổ. bây giờ vẫn phải phụ thuộc nó đấy. Cho nên là Việt Nam mình là những người lãnh đạo của Việt Nam, họ không có muốn Việt Nam mà đi theo cái vết xe đổ của các nước khác. Họ là tự chủ tự quyền, có chết cũng là Việt Nam của ta, có chết cũng phải bảo vệ chủ quyền và bảo vệ cái lòng tự tôn dân tộc, nhất định không theo một nước nào, em thấy chưa, đúng không? Mình không cần Bản phải chất học nó lịch là sử mà vậy, ngay tức bây là giờ mình nhìn thấy sự việc rõ ràng. Bây giờ chị nói với em nhé, riêng cái thời điểm này nếu mọi người theo dõi thời sự thế giới, mọi người sẽ biết Mỹ rất muốn Việt Nam mượn tiền của Mỹ để mà trả nợ cho Trung Quốc. Mỹ rất muốn Việt Nam là chiến tranh với Trung Quốc, Mỹ nó sẽ giúp. Nhưng mà tại sao Việt Nam mình không làm vậy? Việt Nam mình không đánh Trung Quốc, cũng không nghe Mỹ và cũng không đánh Mỹ. Việt Nam mình chỉ muốn sống hòa bình. Đấy là cái tư tưởng, cái đường đi chính của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế nên là thằng Mỹ nó muốn dẫn dắt Việt Nam mình cũng không được. em nói với chị như này này, thực ra thì mà cái ông Đảng Cộng sản Việt Nam là ông khổ nhất. Thì nói như này này, một ấy là cái thằng ông Campuchia ấy hay là ông Pakistan ấy, là thằng Trung Quốc nó dựng lên để nó cân bằng thế lực. Ví dụ như thằng Pakistan là nó dựng lên để nó ép thằng Ấn Độ, thằng Campuchia nó dựng lên để nó ép ông Việt Nam, thì ông Mỹ ông cũng muốn dựng lên Việt Nam lên để ép thằng Trung Quốc. Vấn đề là đấy, nếu mà mình phụ thuộc về kinh tế, tức là phụ thuộc về chính trị, đấy là cái giá mà phải phải phát triển chậm về kinh tế đấy, phụ thuộc về chính trị. Thì giống như thằng Hàn Quốc bây giờ này, bây giờ nó ho cái này, đấy tôi bắt tay với thằng Triều Tiên này, ông có muốn nó đánh ông không? Ông không muốn nó đánh ông thì ông tăng cái chi phí quốc phòng lên cho tôi. Thì thằng Hàn Quốc bây giờ nó đang phải trả cái chi phí quốc phòng cho thằng quân đội của Mỹ đóng tại Hàn Quốc, mà vũ khí nó sản xuất ra nó bắt thằng khác thuê, người nó bắt cái đất nước lên thuê để bảo Nhưng vệ nó. mà nói cho chị ngắt lời em một chút, bác Nguyễn Loan, bác ấy nói là thằng Mỹ không bao giờ nó tốt với Việt Nam. Thế nhưng mà đám ba que xỏ lá thì nó lại cứ bảo là tại sao, như ngay như cái thằng Hùng Lân thôi, nó lên mạng lúc nào nó cũng bảo là tại sao mình không nghe thằng Mỹ, mình nghe thằng Mỹ bây giờ có phải là mình sướng không, như Nhật Bản bây giờ nó sướng. Thế suốt đời nó muốn làm con chó chui gầm trạng à, đúng không? Thì cái vấn đề là con người Việt Nam nó không muốn như vậy, nó không thích như thế. Đấy là nguyên, đấy là cái bản tính của con người Việt Nam rồi, thì nó không 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 muốn thay cái vấn đề đó. Nên là mọi người, nên là cái ba que thì nó lại muốn điều đấy. Nên À, mình cứ nó là bao cái giờ mình có dạng mà chỉ muốn ăn ăn xong rồi nằm sẵn chờ người ta cho ăn tiếp, cho nên muốn chui gầm trạn. Chứ còn mấy cái ông đảng nhà nước mình, mấy ông không chịu được như vậy, không muốn thì người đó trẻ như em, vậy. nên đấy là cái lý do vì sao mà cái dân tộc Việt Nam em nghĩ là nó rất không bao giờ nó hòa hợp được. Vì cái truyền thống, cái nền tư duy của bọn 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 Việt Nam Cộng Hòa cũ nó đã là như vậy rồi,
đã cố tình nó kiểu là chó chui gầm chặn rồi. Mà cái người bản thân cái nền nền tự hào dân tộc của người Việt Nam thì nó lại hoàn toàn trái ngược cái việc đấy, nên không bao giờ nó dung hòa được các cái mối quan hệ đấy, thực sự là như vậy. Chỉ trừ cái trường hợp là Việt Nam ấy, con người và cái nền kinh tế Việt Nam nó phát triển như Nhật Bản ấy, tức là nó như nào, tức là nó quá nổi trội và nó tự cho cái năng lực của nó vượt qua được cả cái ông chủ của nó thì nó mới có thể tự được tự cường được. Đó, đấy là cái mà nó cái mà nó phát triển. Còn em nói với chị là hàng hóa mình xuất sang bên các nước tư bản hay là nước khác, mẹ nó suốt ngày nó biểu tình, xong nó đập phá, xong nó gây rối, xong nó bắt đóng tiền bảo kê. Ôi, những cái cửa hàng, những gian hàng của Việt Nam ấy khổ lắm. Chứ là nói chung là người Việt Nam phải đối mặt thôi, mà nói thẳng ra là bây giờ là phải coi là giặc thôi, chứ không còn anh em anh eo gì nữa. Mình phải xác định là giặc thôi. Cái vấn đề ấy là mình chỉ ra cho những người trong nước, anh chị em nên diễn đàn chỉ ra cho những người trong nước rằng những cái người này này, những người chống cuộc cực đoan này này, thực ra họ là vụ lợi cho cá nhân họ thôi, chứ họ hoàn toàn không có ý thức về tự do, về dân tộc, về nhân quyền. Phải mặc định trong đầu họ như vậy, vì con người, cái nền tư duy của họ là ỷ lại rồi, thì không bao giờ họ có chuyện họ nghĩ được cho người khác đâu. Em chưa cần liệu nói là luận điệu của người ta đúng hay sai, đúng không ạ? Em chưa nói là luận điệu của người ta đúng hay sai. Đó, mà mình phải nhìn lại là bản thân những cái người đồng bào của họ là 8.700 người như vậy, họ còn không đấu tranh một tí gì, chỉ đơn giản là vì sợ cũng bị trục xuất theo, thì lấy đâu họ đấu tranh cho dân Việt Nam. Đó, thì nên là cái đấy là cái mà em muốn là tất cả anh em đều truyền đạt cái thực tế đó, cái thông tin đó cho những người dân ở trong nước nghe và hiểu. Tức là ông không trông chờ gì được cái bọn đấy đâu, vì là bản thân người thân họ cũng đúng. Anh Trần Tiến Hưng này anh nói cũng đúng, nhưng anh có biết là cái đầu mối mà tất cả những cái đầu mối nó đều từ từ bên hải ngoại nó đưa về cho cái bọn chống cộng cực đoan với cả cái bọn Linh Cầu. Không có tiền cái bọn Linh Cầu này nó cũng không bảo vệ theo cái kiểu đấy đâu, nó cũng chết vì tiền thôi. Em nói với chị nó giống như kiểu một cái phong trào ấy, mà nó giống như kiểu một cái bánh vẽ hay là cái đồng tiền Bitcoin ấy. Tức là bây giờ ông bắt buộc ông phải đóng góp vào hội đồng. Chú Cầm chú có chia sẻ một cái clip mà người Việt mà kêu Bình Dương này giờ không chịu hòa hợp kìa. Em trước thì kêu là hòa hợp, bây giờ việc Bình Dương bảo bây giờ thay đổi rồi, anh không chịu hòa hợp. Vậy là anh quyết định cho ba que làm giặc đúng không? Đúng rồi. Rồi okay, em đồng ý anh được của em. Hòa hợp cái đéo gì đó. Anh về đội trưởng của em. Thế còn những người Việt kiều mà người ta yêu nước, mình chào đón họ. Còn những cái loại mà ba que chống chống lại đất nước Việt Nam, không đấu tranh, không khoan nhượng, chẳng ai là kẻ thù, chẳng ai là bạn. Tức là nó đúng rồi, nó về về cái lợi ích quốc gia thôi. Và mình cứ làm gì tốt nhất cho quốc gia của mình, cho dân tộc mình là được rồi. Tức là cái bọn ba que ấy, nó không, tức là bọn Việt Nam Cộng Hòa ấy, anh Bình Tân đòi lên đời... ông này bức xúc rồi, đòi muốn lên, cho ông lên. Đời cha ông, em nói nốt cái này đã, đời cha ông họ đã như vậy rồi thì không bao giờ họ chuyện họ nghĩ ra cho ấy đâu. Thì là mình phải khẳng định rằng là tất cả đúng rồi, những diễn đàn của nó, nó vì tiền đúng nhưng rồi. Mà không cần phải tranh luận hay biện luận gì với nó, mà mục tiêu mình muốn là qua những diễn đàn đó hay qua chị em mình là giải thích cho người dân rằng đấy, cái tư cách của họ như vậy thì đừng hy vọng họ giúp ai. Đó là cái mà thông tin mà em muốn tất cả mọi người muốn chia sẻ đấy, những dẫn chứng để đập thẳng vào những cái vấn đề đó, đập thẳng vào cái mục tiêu đó, chứ không phải là về những cái khác. Và lý do vì sao con người họ như vậy thì đó, vì truyền thống cha ông của họ là như thế. Hết, em cảm ơn chị đúng không? Rồi em xuống à. Anh Việt Bình Dương hình như không có camera. Anh Việt Bình Dương ơi, để em coi nào. Em thấy anh không có camera. Anh Việt Bình Dương, anh thoát ra xong anh vào lại.